phản động mâu thuẫn nghiêm trọng, Phạm Đoan Trang tố cáo Nguyễn Phương Hoa vì tiền. Trong một diễn biến mới nhất, sau khi Phạm Đoan Trang được cho là rút khỏi câu lạc bộ nhà báo tự do, thì Phạm Đoan Trang đã âm thầm trở lại bóc mẽ, vạch mặt đồng đội kiếm tiền từ việc đấu tranh. Trên Facebook cá nhân của mình, Phạm Đoan Trang có bài viết với tiêu đề Nghề kinh doanh dân chủ. Trong bài viết này, Phạm Đoan Trang đã tố người đồng đội của mình là Nguyễn Phương Hoa đã lợi dụng đấu tranh dân chủ để kiếm trác bất chính. Trong bài viết của mình, Phạm Đoan Trang đã gọi Nguyễn Phương Hoa là một phụ nữ tham lam, tham nhũng, một tay che cả bầu trời, là kẻ táng tận lương tâm, gan trời, làm giàu trên thân xác xương máu anh em. Cũng theo Phạm Đoan Trang, Nguyễn Phương Hoa sinh ngày 3 tháng 4 năm 1968, quê gốc ở Huế, chuyển về sống ở Sài Gòn từ khoảng năm 2007. Nguyễn Phương Hoa là thành viên của một số nhóm hoạt động như Bạn Tường Tri, Lao Động Việt, Cánh Én Việt, với bề dày thành tích hoạt động chống phá chưa có gì nổi bật. Nhìn màn tố đồng đội của Phạm Đoan Trang đối với Nguyễn Phương Hoa mới thấy rằng, giới chống phá ở Việt Nam luôn nhận được sự tài trợ từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài gửi về để sử dụng họ vào mục đích chống phá nhà nước Việt Nam. Có lẽ đứng trước sức mạnh của đồng tiền, cho nên dù trước đó họ có tuyên bố là đấu tranh chống dân chủ, bảo vệ nhân quyền, nhưng cuối cùng đồng tiền đã làm họ không thể đứng vững. Họ luôn miệng tố người khác là tham nhũng, thế nhưng bản thân họ cũng có tốt đẹp gì. Họ hoạt động thực sự cũng chỉ vì tiền. Chung quy lại, dân chủ, nhân quyền mà số đối tượng này luôn bấu víu thì cuối cùng cũng vì tiền. Thực sự hoạt động của giới đấu tranh dân chủ là vậy đó. Mà chắc chắn rằng đâu chỉ có mỗi Phạm Đoan Trang và Nguyễn Phương Hoa, mà đó là tất cả, là bộ mặt của số luôn tự cho mình là đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền.